Xin chào các bác, xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ cùng các bác trên tay tiếp một chiếc đồng hồ nữa của Seiko. Đây là một chiếc Seiko 5 Sport 23 chân kính 7S36 made in Japan. Thì chiếc này cũng còn full hộp sổ sách các bác nhé. Khi mà mở ra thì chúng ta sẽ thấy có cái hồ sơ sổ, cái thẻ bảo hành và cái hướng dẫn sử dụng. Tất cả đều bằng tiếng Nhật, không có mắt thừa ở trên dây rồi các bác nhé. Đây là một chiếc có màu vàng gold rất là đẹp của Seiko. Đây là bản made in Japan các bác nhé, với rất nhiều dạ quang ở trên mặt đường kính, trên các cái bộ cọc cọc số, với cả ở trên kim giờ kim phút. Chiếc này thì có size mặt đường kính là 39,7 với độ dày là 12,2. Lắc to lắc của chiếc này đo được là 45,2 các bác nhé. Và độ rộng dây của chiếc này là 20. Và chóp dây ở dưới này của nó là 18 nếu mà các bác thay dây da cho em nó. Thì với size mặt đường kính là 39,7 39-40 đấy thì nó sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 15.5 trở lên. Đeo chiếc này khá là ok. Đó. Chiếc này thì được trang bị một quả kính khoáng cứng chống xước của Seiko nhé các bác nhé, không phải kính sapphire đâu. Dòng này thì không phải là sapphire. Đây là một chiếc có mặt dial màu đen. Ở góc 12 giờ thì chúng ta thấy có cái logo nổi của Seiko này, số 5 và chữ Sport ở dưới. Góc 3 giờ thì chúng ta có ngày lịch thứ với nền đen và chữ trắng. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta có dòng chữ Water Resistant là 100m Automatic và 23 chân kính. Ở dưới đây nữa là có cái chữ Made in Japan ở dưới này, 7S36. Bộ cọc số của chiếc này thì được làm theo hình tam giác hướng tâm, và ở trên thì đều có dạ quang. Cọc kim giờ kim phút thì cũng làm khá là to bản và có dạ quang đính ở bên trên. Để em tắt điện thì các bác thử test cái dạ quang của nó nhé. Các bác chờ em tí, em tắt điện nhé. Dạ quang của nó đây các bác nhé. Đây là về dạ quang, cũng khá là sáng. Trong buổi tối thì chúng ta chơi chơi xem có cái tí dạ quang thì nó cũng vui. Chiếc này thì các bác sẽ thấy là nó có cái vòng benzen này, là cái niềng này có thể xoay được nhé, để tính giờ lặn. Đó. Chiếc này thì sử dụng máy là caliber là 7S36 với 23 chân kính. Đây là máy hở các bác nhé. 23 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta là 40 giờ tick tock. Với khả năng chịu nước của chiếc này là 100m, như ở trên đây họ cũng ghi rất nhiều những thông số này. Water resistance là 13 này. Made in Japan này. 7S36 00 Y0 23G well, 23 chân kính. Lộ đáy thì các bác có thể chiêm ngưỡng bộ máy cơ ở bên trong nhé. Chiếc này có size 39,7 cho nên là nó sẽ hợp với lại các bác nào mà có cổ tay chu vi nhỏ cũng đeo được. Vừa thì là đẹp nhất. Khoảng 16-17 đeo thì rất là đẹp. Tay em 17. Vòng tay thì mắt thừa vẫn còn được cho các bác khoảng tay 18.5 là vẫn có thể đeo được chiếc này. Đó. Chiếc này khá là đẹp. Bên Quang Lâm em đang có mức giá là chỉ hơn 4 triệu một chút xíu thôi. Bác nào quan tâm thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video, hoặc truy cập vào website đồng hồ Quang Lâm để chúng ta check giá và tình trạng còn hàng hay hết. Đó. Chiếc này thì hiện tại bên em đang chỉ có một chiếc duy nhất vừa mới về. Chiếc này thì hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn khá là đẹp. Và trên dây thì chỉ có xước răm thôi. Trên mặt kính thì chưa có xước, chỉ có xước răm nhỏ thôi. Đó, các bác có thể nhìn thấy những cái xước răm nhỏ này. Cái này thì những cái xước răm thì với những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì rất là khó để có thể tránh khỏi. Chỉ có là đeo mà không đeo mà chỉ để ở trong tủ thôi thì nó mới không có xước răm được. Chứ còn nếu mà chúng ta đeo thì chỉ cần va đập chút xíu là nó cũng đã có xước răm rồi. Nhưng mà về tổng thể thì chiếc này nó cũng còn đẹp khoảng 96-97%. Đó, chỉ có một chiếc duy nhất, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với bên Quang Lâm để đặt mua chiếc này nha các bác nhé. Bản Made in Japan.
Rồi bảo hành 1 năm cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.